chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Và hôm nay thì mình sẽ vào bếp để giới thiệu với các bạn một cách làm món sữa chua mít nhé. Đây là một món vô cùng yêu thích của mình đấy các bạn ạ. Và đây chính là một ly sữa chua mít mà mình đã làm hoàn thành xong rồi đây này. Để làm được ly sữa chua mít này thì cũng vô cùng đơn giản các bạn ạ, không hề cầu kỳ và phức tạp một chút nào cả. Bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn vào bếp để làm món sữa chua này nhé. Để làm được món sữa chua mít, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau nhé. Nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu đấy chính là mít. Đây là mít vườn nhà mình đấy các bạn ạ, rất là ngon. Tiếp theo là những cái miếng thạch màu như thế này. Thạch này là thạch mình tự làm nhé các bạn nhé. Các bạn có thể mua những cái gói rau câu dẻo này này ở ngoài những cái tiệm tạp hóa người ta bán rất là nhiều. Mình mua về và mình sẽ nấu lên. Muốn tạo màu như thế này thì các bạn có thể dùng nước ngọt, ví dụ như nước cam, nước sả tinh, nước chanh leo chẳng hạn, hoặc là mình sẽ dùng siro cũng được. Tiếp theo là sữa đặc, nước cốt dừa như các bạn nhá. Và đây là sữa chua, mình tự làm này. Ở video trước thì mình có hướng dẫn các bạn về cách làm sữa chua này rồi đấy. Và chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tách múi mít ra. Các bạn thái múi mít thành những cái miếng dài. Mít các bạn có thể thái miếng tùy theo sở thích của các bạn nhé, miễn sao mình ăn mình thấy vừa là được. Hoặc là các bạn cũng có thể thái xé cũng được. Bằng này muối mít thôi là mình đã có thể làm mấy cốc sữa chua mít rồi các bạn ạ. Thực ra thì làm sữa chua mít nguyên liệu của nó thì rất là đa dạng, rất là phong phú. Các bạn có thể cho thêm hạt đác này, hoặc là các bạn cho thêm bột báng cũng được. Nhưng mà mình làm thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách đơn giản nhất, làm sao để các bạn tận dụng được những cái nguyên liệu mình sẵn có ở trong nhà là các bạn cũng sẽ có một cốc sữa chua mít thơm ngon mát lạnh rồi. Giờ mình sẽ cho sữa chua mít ra bát để thưởng thức nha các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ cho sữa đặc trước nha. Tùy là các bạn thích ăn ngọt như nào để mà cho lượng sữa đặc nhé. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa sữa đặc. Tiếp theo mình sẽ cho sữa chua vào nhé. Đây là sữa chua mình tự làm đấy. Cho mít vào. Mình thích ăn mít cho nên mình sẽ cho nhiều một chút. Các bạn cũng có thể cho thêm thạch vào nhé. cho thêm một chút siro dâu tây cho nó có màu sắc. Tiếp theo mình sẽ cho nốt nồi lọ sữa chua nữa vào. Giờ thì các bạn chỉ việc thêm đá vào đây và thưởng thức thôi. Mình sẽ cho đá vào đây nhé các bạn nhé. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món sữa chua mít rồi đấy các bạn ạ. Các bạn thấy có ngon không? Sữa chua rất là dẻo, rất là mịn. Mùi mít thì rất là thơm. Chúng ta sẽ đánh đều cái phần sữa đặc lên nhé. Các bạn hãy cùng làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.